Chào anh em, chào tất cả mọi người nha. Công trình nhà sàn bê tông làm đến ngày hôm nay đạt được 8 ngày rồi. Hôm nay thì đã ghép sàn rồi. Trên này giải tôn nữa và buộc sắt là thứ hai nên là đổ nhé. Đây có đùa ra bên phòng làm nhà tắm vệ sinh. Còn về hướng này không đùa nhé, hướng này cụt. Hướng mặt tiền bên kia là có đùa nhé. Mặt tiền bên kia là đùa 1m2 nhé. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở bên dưới mái phòng đây. Gian mái phòng này thì gian 3m4 nhé. Chiều nay ghép mái phòng trên. Mái phòng trên vẫn làm keo để lợp chống nóng nhé. Ngày này sẽ làm 3 bùng được nối tiếp từ nhà bên này, mái phòng bên này. Nhà này diện tích mặt sàn thì rơi vào tầm 130m2. Nhà này thì một gian này cháy. Nhà này thì gian nách rất rộng luôn, 2m dưới nhé. Còn có thích thì lên qua đây nhé. Thích này thì 1m8 nhé. Rộng 1m8 luôn. Hai ô, cái ô nách và ô gian chính ra thì từ 1m7. Từ 1m7 đoạn kia 3m4 nhé. Đoạn giữa. Nhà này thì cầu thang sợi cá, có chiếu nghỉ luôn. Hôm nào đặt cầu thang lên quay chi tiết. Cầu thang dưới này, cầu thang bậc. Phần trên hôm nay thì hầu như hoàn toàn là xong. Còn hai chóp trên kia sáng mai ghép cái nóc. Nhà này thì có trốn cây cột cái. Trốn một cây cột cái ở gian chính, không gian rất thoáng. Lát nữa hạ giàn giáo là để ghép mái phòng bên kia, là thứ hai này là đổ sàn. Sàn ghép bằng ván tu nhé. Lúc giải tôn còn đà thế là bằng quế hết. Trên Lộc Cai này thì sắn quế lắm. Mẫu của nhà này thì có cái truyền nhé. Từ mặt dầm lên đến nó xà kia thì 3m2 luôn, khá là cao. Cốt không thì là từ đất lên đến dầm là 3m. Nhà này gian rộng thì cho cột cao là rất thoáng. Cột của nhà này thì vanh 80-90 nhé. Bên mặt tiền kia thì có đua ra 1m2 này. Ông đúc cọc lên để làm lan can nhé. Cọc kia thì là phanh 100. Anh nhầm, khi 100 không phải vanh 100, còn cột cái này mới vanh 90, cột quân 80. Cột kia thì là
vành tầm 30 đấy. Còn đúc bằng ống phim 100. Phần mái trên là xong hết rồi. Chiều nay giới dân giáo là mai ghép cái nóc này. Những nhà khác thì ghép bằng xà gồ này, đà cây bằng xà gồ này, bát kích này, còn nhà này thì ghép bằng gỗ trống bằng quế hết, đa số dùng bằng quế nhá. Còn dùng lõi tu vắt tu để làm con lăn để lúc rạch tôn. Đấy mà đi đổi mua cái đem nào về buộc đan sắt, đan sàn. Cái loại người ta để buộc cái loại buộc sắt, cái loại buộc này thì lấy thôi, thì mua cái để về buộc cái theo cái này này. Ơ. Đấy cái to ấy. Cái à. Tao bảo anh ạ. Nhà này nếu thiết kế 3 buồng ngủ thì chỉ được gian dứa 3m4. Gian nách này thì 2m5. Hai mét dưới nhân 3m4 khá là rộng luôn. Đây anh em thấy có rộng không? Khá là rộng. Đây đùa bên này làm nhà tắm vệ sinh ở trong phòng khép kín luôn nhé. Nói lại nhà này là không có bếp, nhà cái phòng. Đây là bên cột thích thì sáng nay ghép dở. Đây nhá, đây nhá. Một thang sân cá có chỗ nghỉ nhé. Đấy kìa, đoạn cột thang kia lên đây có chỗ nghỉ. Đây bên cột thích này rất rộng luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở video lần sau nha.